Xe Ferrari 488 tông chết người, xuất hiện ảnh cô gái trẻ ngồi ghế lái. Khi cảnh sát có mặt, cô gái mặc váy trắng khai nhận ngồi cùng trên xe nhưng không cầm lái. Người này cho hay tài xế chiếc xe là anh HBV, sinh năm 1997, đã rời khỏi hiện trường. Liên quan vụ tai nạn giữa xe Ferrari 488 và xe máy làm một người chết tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đã tiếp nhận xử lý vụ việc. Sáng cùng ngày, hình ảnh cô gái trẻ mặc váy trắng xuất hiện bên cạnh ô tô Ferrari 488 được lan truyền trên mạng xã hội. Một số hình ảnh còn cho thấy người này ngồi trên ghế lái của chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng. Theo nguồn tin của Dinh, khi cảnh sát giao thông tiếp nhận hiện trường, qua khai thác lời khai ban đầu từ cô gái, tài xế chiếc xe được ghi nhận là anh HBV, sinh năm 1997. Thời điểm này người đàn ông trên không có mặt ở hiện trường, nguồn tin nói và cho biết người phụ nữ khai nhận là ngồi cùng trên xe và không cầm lái. Ngoài ra, vị này cũng cho biết nguyên nhân vụ việc và tài xế cầm lái chiếc siêu xe sẽ được lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội làm rõ. Trước đó, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 31 tháng 10, xe Ferrari 488 màu đỏ đi trên đường Lê Quang Đạo hướng đi sân vận động Mỹ Đình. Tới đoạn trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ô tô này xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 29T1 do ông Lê Đình Hới, sinh năm 1964, ở Phú Lương, Hà Đông, điều khiển. Xe máy đi cùng chiều phía trước ô tô. Cảnh sát giao thông cho hay vụ tai nạn khiến ông Hới tử vong tại chỗ. Xe Ferrari nát đầu, còn chiếc xe máy biến dạng, đổ giữa đường.